Ở video hôm nay mình sẽ giải thích cho mấy bạn lý do vì sao admin đóng chỗ nhập cốt và không thể vào được chỗ chay dây nha. Đầu tiên sẽ là sự thật nổ giái, vì chỗ nhập cốt đột nhiên Isenkai mất tiêu khỏi game, nhưng đó là chuyện của hôm qua rồi, thì hôm nay admin đã trả lại cho người chơi chỗ nhập cốt rồi nha mọi người. Nhưng thay vì phải cày lên level 8 thì mới nhập được cốt, còn lần này mấy bạn mới chơi game phải đợi tận 30 ngày sau thì mới nhập được, hình như nó chỉ tính cho mấy Aclon mới tạo thôi á, còn mấy bạn chơi lâu thì chỉ cần cày lên level 8 là được rồi, mấy ông làm vậy là có lý do hết đó, không phải bị điên đâu nha. Vấn đề chắc mấy bạn cũng biết hết rồi đúng không? Đó chính là Boom Game nha mọi người. Nếu các bạn muốn biết mấy người đó Boom như thế nào thì hãy nhìn vào bảng xếp hạng game này. Néo hiểu kiểu gì, game mới ra chưa được 2 tuần mà tụi nó có tận 72 triệu game. Đúng thiệt quá là dâm mà. Tiếp sẽ là chỗ chay dây nha các bạn. Theo mình biết hiện tại thì game không thể vào được chỗ chay dây, nhưng trong lúc mình làm video thì nó đã vào được rồi nha. Nhưng có một điều là vào được nhưng không thể bán unit và chay dây với người khác, kiểu vào chỉ đi ngắm cảnh với chat thôi. Nhưng các bạn yên tâm, admin bảo đang fix cái lỗi mùng nào đó sẽ sớm mở lại cho mọi người chay dây tiếp, nên đừng có buồn.